Dạ, em xin chào thầy và tất cả các bạn. Thì hôm nay em sẽ đại diện nhóm nói về cái phần giao diện của nhóm tụi em làm được. Thì nhóm tụi em sẽ làm về điều khiển máy lọc không khí. Thì nhóm em sẽ làm về điều khiển máy lọc không khí này, tụi em sẽ làm về hình này. Và bây giờ em sẽ mở cái phần giao diện của tụi em lên làm lên. Như đây. Đấy, và đây là cái phần giao diện của tụi em làm được. So với cái phần mẫu thì nó tương đối là giống nhau. Thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về phần giao diện của tụi em làm được. Thì tụi em sẽ thiết kế là một cái vòng tròn, và quanh đó là có những cái đốm trắng nhỏ này, nó sẽ chạy liên tục. Và tụi em sẽ dùng cái lệnh là Amelation. Và tiếp tục đó là tụi em sẽ dùng một cái thanh kéo trượt này để tụi em sẽ điều khiển cái máy lọc không khí này. Thì tụi em sẽ điều khiển nhiệt độ của máy lọc không khí đó từ 0 đến 100 độ, và tụi em có nút nhấn on off. Và khi mà mình nhấn đây đang off, và khi mình nhấn on thì nó sáng. Và đây tụi em có thiết kế cho giao diện là các cái này là tín hiệu wifi, pin và thời gian theo thời gian thực. Và tương ứng với mấy cái này thì tụi em sẽ làm tương ứng với các lớp class. Thì về cái giờ này thì tụi em sẽ cho một cái lớp class time, rồi class signal, class về cái tín wifi và pin và cái mũi tên. Thì đây tụi em sẽ chia ba cái phần nhấn rồi chưa có gì, tụi em chưa làm về cái nút nhấn này. Ở đây vào trong phần code. Thì về phần code HTML tụi em thì để làm được cái đây là về cái đây là pin, tụi em cho một lớp class pin. Class cycle là dùng để ấy cho cái tín hiệu wifi, class signal là dùng để cho tín hiệu. Ở đây class timer. Và tụi em có cái icon ground này tương ứng với cái mũi tên. Và tiếp tục đó là tụi em có những cái thẻ H1 và H4. Và tiếp tục đó tụi em sẽ có cái lớp class loadlink. Lớp loadlink này thì nó dùng để cho cái vòng tròn bên ngoài đang chạy nhấp nháy liên tục theo cái tụi em thiết kế bên phần CSS. Và tụi em sẽ có cái thẻ SVG. SVG này dùng để cho cái lớp cycle là cái tạo lên một cái vòng tròn. Và tiếp tục là tụi em sẽ có những cái nút nhấn. Đây nút nhấn ba cái nút nhấn biểu tượng là moderate, comport và decide. Và tiếp tục đó là tụi em sẽ một cái lớp là compiler và checkbox. Thì cái đoạn compiler checkbox là tương ứng là cho cái loop on off ở đây. Và tiếp tục đó đến phần JS thì tụi em sẽ đây cái phần này tụi em sẽ làm về cái vòng tròn, nút nhấn và hiển thị giờ theo thời gian thực. Phần CSS thì tụi em sẽ thiết kế bên đây để tạo lên cho được như cái giao diện tụi em đã thiết kế. Em xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe.